Thưa chị em, hôm nay chúng ta làm việc trong nội bộ của mình. Nội bộ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sinh hoạt với các bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân mà đang được điều trị ở tại phòng khám Đông y Y đạo đây, thì cha cùng với chính quyền địa phương mỗi tháng sẽ có một cái gì sinh hoạt như thế này. Thứ nhất là để cho chính quyền địa phương biết được từng người bệnh là ai, tên tuổi gì, nguyên quán ở đâu, bệnh trạng gì. Và sau khi biết được cái đời sống của anh chị em như thế này thì chính quyền địa phương lại nhắc nhở anh chị em một số chuyện cần thiết khi mà mình ở xứ lạ mình đến đây chữa bệnh. Phải có những cái thủ tục cần thiết như là giấy chứng minh, hay là mình phải đến đây một cách nhẹ nhàng, mình không được gọi là mình không được hóa làng hóa xóm đi, giống như là mình đi đến xứ đó mà nhậu nhẹt không sồn giữ lối vậy đó, phải khẳng định như vậy. Thì đó là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương sẽ nhắc nhở anh chị em. Còn ngày cha thì cha có nhiệm vụ cha quy tụ những anh chị em được tập đến đây để cha nhắc nhở anh chị em những chuyện cần thiết về vấn đề đạo đức, còn các thầy thuốc thì nhắc nhở mình những chuyện cần thiết về được tập đó. Chính quyền địa phương thì nhắc nhở về an ninh trật tự anh chị em, đó là cái trách nhiệm của mọi người. Còn anh chị em được nhắc nhở như vậy thì để mình có điều kiện mình trị bệnh cho nó tốt. Bây giờ thì mỗi tháng chúng ta đều cho xét nghiệm, thí dụ như là cái khóa đầu tiên là chúng ta xét nghiệm 3 ca. Một là đa cung tủy, hai là nhồi máu cơ tim, ba là cao huyết áp và phổi. Là 3 ca là khóa đầu tiên. Khóa cái thứ hai là chúng ta cho xét ra khỏi phòng khám là 5 ca. Thì trong đó là có 3 ca ung thư và 1 ca hen suyễn và ca gì đó quên rồi. Dễ nến tháng rồi khúc gối, còn tháng này mình cho khóa này là khóa thứ ba thì mình cũng sẽ cho ra đời là 5 ca. Thì 2 ca ung thư phổi giai đoạn cuối, 1 ca ung thư bao tử giai đoạn cuối và 1 ca hen suyễn và 1 ca dễ nến 26 năm. Thì cha cũng thưa với anh chị em với chính quyền địa phương ở đây, thì trong 5 ca này đều có xét nghiệm của bác sĩ gần nhất là bác sĩ Trịnh Tài Vinh và bác sĩ Dũng. Là trong quá trình điều trị thì cha thuyên chuyển những bệnh nhân này đến bác sĩ Dũng để bác sĩ Dũng xét nghiệm trước khi đi trung tâm ngoại hảo. Thì sau đó khi cha cảm thấy họ đã hoàn toàn được phục thì cha đưa họ đến trung tâm ngoại hảo để xét nghiệm. Thì em Vũ Văn Nương này là ung thư bao tử ở giai đoạn cuối, thì hiện giờ là trung tâm ngoại hảo đã xác nhận là em là lành tính. Đó là kết quả là rất là mỹ mãn. Xin cộng đồng trong đàn của ta được nhé, chúc mừng con là ung thư lành tính 58 ngày nhé. Rồi đây là ông Nguyễn Văn Trí là ung thư phổi là bú ác phổi giai đoạn cuối, nhưng mà sau khi đi việc xét các bác sĩ thì cho ta là không còn ung thư nữa. Chúc mừng ông nha. Cho anh đạt ra ông này là ông Tô Văn Hùng ở Hà Tĩnh, ông mới thì là ở Nghệ An, ông này ở Hà Tĩnh. Thì trung tâm hoàn hảo xét nghiệm ông là lành tính nha. Rồi mừng gì nữa, giờ vậy thôi chứ mừng gì nữa. Còn ông này là Trần Cái Tâm, hen suyễn 7 năm, là coi như là chết lên chết xuống không biết chết giờ phút nào. Thì sau khi vô đây điều trị có 16 ngày thôi mà trung tâm hoàn hảo xét nghiệm ông là không còn hen suyễn nữa. Cho anh đảm có tên. Còn ông này là Nguyễn Hoàng Khang, là giãn nến 26 năm từ chân tới đầu, không trừ chỗ nào hết, có chỗ trừ thôi. Thì sau 26 năm thì trị gần 2 tháng
thì trung tâm hòa hảo xét duyệt là không còn giải đến nữa. Xin cho tràng pháo tay nhé. Hôm nay xin mời anh Tám và chú Năm là chính quyền địa phương ký xác nhận cho em này để em này về hòa nhập với cộng đồng. Từ nay trở đi không ai nói em là ghẻ ngứa nữa nhé. Rồi chúc con mạnh khỏe nha. Ở đây trong có hôm nay có 5 bệnh nhân về nhận thuốc, bởi vì 5 bệnh nhân này đã từng ra trường, đã từng ra phòng khám đây vì ung thư thì hôm nay trở về để nhận thuốc. Xin mời hôm nay có 2 người tới tiếp, còn 2 người kia chưa. Xin mời đứng lên coi. Bên kia là bệnh nhân Đào Thị Nhung là ung thư phổi, ung thư vú. Bên đây là Nguyễn Thị Phương ung thư vú. Thì tháng rồi bị xuất viện thì tháng này lại trở về đây để nhận thuốc. Tụi con thấy có vui không? Thấy em mình ra vậy thấy vui không? Rồi tháng sau thì con về đây thấy em mình ra nữa. Em ở đây nè. Dạ em ở đây ra nữa. Đó, em mình là 80 tuổi không đó con. Em mình là tuổi 80 không đó. Rồi con ngồi xuống đi. Thì kính thưa anh Tám, anh Năm, chú Năm, thì ban diện trạch cũng như là tất cả bà con chúng ta có mặt ở đây, điều mà chúng ta vui mừng không sao nói được đó là chúng ta cứu một mạng người nha. Một mạng người này đúng ra là bỏ đi nha. Nó theo nguyên tắc của xã hội là bệnh như vậy là bỏ đi, không cứu được được. Nhưng mà ở đây chúng ta cứu được được thì chúng ta cứu được có hai điều kiện xảy ra. Một là chúng ta cứu bằng phác đồ điều trị, chứ không phải chúng ta cứu bằng mê tín gì đâu. Phác đồ điều trị của chúng ta là ăn cháo nano và có thuốc muối để uống hàng ngày và ban diện chẩn là diện chẩn mỗi ngày để theo dõi cái tiến trình phát triển của ung thư để mà cản trở cái con vi trùng virus nó xâm nhập, nó xâm lấn vào cơ thể của con người. Thì mỗi ngày ban diện chẩn đều phải diện chẩn cho bệnh nhân. Thế thì bây giờ là mình nói đi mình nói lại, vậy thì tất cả các bệnh viện quốc tế người ta cũng diện chẩn, nhưng mà sao phải diện chẩn chẳng hết mà mình ở đây mình diện chẩn hết? Đây là một cái điều khó tin vô cùng. Nhưng trên thế gian này chuyện gì cũng có xảy ra hết, phải không nào? Chuyện gì cũng có xảy ra, cho dù anh nói là chuyện đó không bao giờ xảy ra nhưng vẫn có xảy ra, vẫn có xảy ra. Ví dụ như giờ tất cả các bệnh viện đó là chuyện trị ung thư không bao giờ có xảy ra trị hết, dù có trị hết đó là hên với xui, mà hên với xui thì một ca hay hai ca thôi, chứ không thể hên với xui hàng tháng như thế này được. Các bác bảo biết đây là hên xui hay là đây là phát độ, phát độ chứ không chuyện hên xui nha, chuyện này cũng hên xui. Vậy thì chúng ta trị bằng phác đồ thì đâu có chuyện mê tín ở đây. Nhưng chúng ta đừng tưởng rằng đó là thành công của chúng ta, mà cái bệnh này phải kêu cầu ơn trên, anh Thắng đồng ý. Ngoài cái chuyện chúng ta có phác đồ, chúng ta còn phải cầu xin ơn trên, xin Chúa, xin Phật, hay là xin các đấng mà các bệnh nhân đang tôn thờ, xin các ngài cầu thay người giúp để làm sao chữa lành cho bản thân người bệnh. Thì mỗi người chúng ta cùng ngoài các phác đồ chúng ta điều trị, chúng ta còn có cái lòng thành tâm trước các đấng mà mình đang tôn thờ nha. Đó là cái người ta nhắc nhở các bệnh nhân hôm nay ra viện. Các bệnh nhân đã ra một tháng đầu, cũng như các bệnh nhân chuẩn bị tháng sau ra, cũng như là chuẩn bị là tháng tới ở đây. Thì cho nhắc nhở như vậy, ngoài cái phác đồ mình còn cái lời cầu xin của mình, lời nguyện nhắm của mình nữa. Vậy thì bây giờ hôm nay là các bệnh nhân này đã ra viện với một cách ra vinh quang hợp lý, là về phía pháp luật của nhà nước và chúng ta ra có giấy tờ của nhà nước công nhận. Về phía ở đây thì ra có nhà nước công nhận là bệnh viện, pháp lý của bệnh viện công nhận. Về tới đây có chính quyền địa phương là hai ông đang đại diện chính quyền địa phương đang ngồi đây, ba ông đang ngồi đây để công nhận. Rồi phần có cha công nhận nữa nhé, có cha công con đã được hết bệnh nữa. Nhưng mà riêng về phía ba ông chính quyền này thì ông sẽ công nhận tụi con là hết bệnh, thì lát nữa ông ký giấy cho tụi con, rồi ông nhắc nhở tụi con mà chuyện gì đó là của ông, cha không dám đụng vô. Còn riêng cha nhắc nhở tụi con là ngoài cái chuyện cha trong bao nhiêu ngày bị bệnh cho tụi con, thì ngày đầu tiên cha cầu xin Chúa trị cho tụi con, thì hôm nay ngày cuối cùng trước khi con ra về cha cũng cầu xin Chúa chúc con yên bình an nha. Bây giờ cha mời tất cả mọi người cùng với cha chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa để chúng ta đọc thông kinh để xin Chúa chúc lành trong những ngày ra về. Nhân dân cha giờ con
nam chúng con ở trên trời. Nếu cha thì đó, nếu cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày và tha hại chúng con như chúng con cũng tha. Xin cho để chúng con sẽ biết cam dỗ. Lạy Chúa Giêsu, qua mấy mươi ngày trị bệnh nan y, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con một cái phác đồ điều trị cho các bệnh nhân hết ung thư. Chúng con cũng cảm ơn Chúa đã chữa lành cho các bệnh nhân này. Xin Chúa tiếp tục ủng hộ cho các bệnh nhân và giúp sức cho các bệnh nhân để họ được Chúa chữa lành cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời tất cả mọi người chúng ta ngồi lên, chúng ta cho một tràng pháo tay mạnh mẽ lên. Kính thưa anh chị em, bây giờ cha đã nói sơ qua về cái chương trình trị bệnh của mình, thì bây giờ cha mời ba ông chính quyền địa phương sẽ lên bục để mà hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn các bệnh nhân cái đường hướng trị bệnh ở đây cũng như là cái đời sống ở đây như thế nào. Bây giờ cái người đầu tiên, chúng con xin mời anh Chính, xin mời anh Chính lên để mà uống đức cho các bệnh nhân đau điều nhé. Xin chúng ta cho một tràng cho ta. Kính thưa cha Tero, kính thưa chính quyền các cấp, kính thưa ban quản nhiệm và chị Thập Cỏ, kính thưa phòng khám ông Ly, kính thưa các bệnh nhân đã chuẩn bị xuất viện, thì chúng tôi cũng rất hân hạnh vì điểm là chị Thập Cỏ của chúng ta mà đã được trị ung thư đã lành mạnh. Tháng này năm ung thư nhiều quá rồi, là tháng ung thư đã xuất viện rồi, thì cũng cầu mong các bệnh nhân cũng giữ những cái phác đồ thầy đã dạy và làm mạnh rồi, thì cũng các bệnh nhân cũng làm bác ấy thì hiện làm, tại vì mình đã qua cơn khỏi chết thì có các bệnh nhân phải làm từ thiện bác ấy thương nhân loại. Dạ, cũng cầu xin Chúa là trời Phật chúc cho các bệnh nhân được lành mạnh luôn mãi mãi, và còn các bệnh nhân còn lại thì cũng hồi hướng Chúa trời Phật cho các bệnh nhân đang trị phát đồ thuốc tiếp tục lành mạnh luôn. Và trước khi dứt lời cũng cầu chúc các bệnh nhân đã xuất viện rồi nhớ là những phát đồ như thầy đã dạy. Cầu xin Chúa tài phạt chúc cho chị em luôn mạnh mãi mãi và không có tài lại nữa được. Xin nhắc lại, xin cảm ơn cha Phêrô và chính quyền các cấp, điểm hội chữ thập đỏ và phòng khám, các bệnh nhân đã xuất hiện nhiều lần đến đây xin hát. Xin cảm ơn ông anh Chính là đại diện cho ban chi hội chữ thập đỏ của trường lớn. Có những lời nhắc nhủ của con là cố gắng về nhà sống tốt, sống theo phác đồ của thầy dạy nha. Thì đó là chính quyền địa phương đã nhắc mình. Bây giờ cha xin mời một đại diện của ban nguyện chẳng có vài lời tâm tình, xin mời chị Tiến có vài lời chia sẻ với bà con, với các bệnh nhân. Xin mời ban nguyện chẳng đã từng giúp đỡ các bệnh nhân. Trước hết con xin chào cha Phêrô, chính quyền các cấp và ban viện chẳng và tất cả bà con cô bác xa gần, bệnh nhân cũ xuất viện rồi, bệnh nhân hôm nay là xuất viện và những người bệnh nhân mà tiếp tục giữ phát đồ uống thuốc để xuất viện giống như anh chị mình đã đi trước. Con xin chào. Dạ, kính thưa cha Phêrô, con hết lòng mừng rỡ
Dạ con cảm ơn cha hết sức vì cha đã lo lắng quên mình để thương con cái tất cả xa gần, tất cả thế giới này. Nếu ai bệnh mà có đủ điều kiện thì cha rất là thương yêu con cái mình, không nói là xa gần, không nói là già nghèo, không nói là những người yếu đau hay là mạnh khỏe. Cha thương tất cả mọi người vì con cái, cho nên con hết lòng cảm ơn cha. Kính thưa ban diện chẳng, tuy rằng ban diện chẳng có người lớn tuổi và có người cũng nhỏ tuổi mà hết lòng để lo lắng cho bệnh nhân. Những đêm mà bệnh nhân cấp cứu 1-2 giờ khuya, tuổi còn trẻ, nhiều khi lắm lúc ban ngày đi làm thuốc để cho có thuốc cho bệnh nhân uống, nhưng ban đêm nhiều khi cũng mệt mỏi, nhiều khi cũng quên. Cho nên mà nếu mình nghe nhận được một cái điện thoại thì bác sĩ lật đật dậy tỉnh tuồn để lo lắng cho bệnh nhân hết lòng. Cho nên từ chỗ đó con xin cảm ơn ban diện chẳng, và con cũng nói lên những người mà được xuất viện thì xin nhớ nghe lời Gabriel và ban diện chẳng là những người lo lắng thuốc men cho mình. Từ cái cuộc sống của mình đã chết nhưng mà hôm nay đã được sống, thì xin các bệnh nhân nhớ cầu xin Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn ban diện chẳng, và nhớ lo cuộc sống của mình còn lại. Thứ nhất là ăn cái cỏ mang hạt giống, là vì Đức Chúa Trời đã dạy mình ăn sai thức ăn cho nên mình mới bệnh như vậy. Thì hôm nay mình đã được nghe, được hướng dẫn và được mạnh khỏe như vậy, thì xin các bệnh nhân mình đã nghe lời Đức Chúa Trời dạy đi, thì nó sẽ tốt đẹp, tốt đạo đẹp đời, và mình sẽ luôn hướng dẫn cho những anh em, những chị em của mình còn lại ở sau này. Bất cứ người nào gặp mình cũng sẽ mời gọi, hướng dẫn cho anh em của mình để được khỏi bệnh và được tốt đạo đẹp đời. Trước khi dứt lời, con cũng xin cảm ơn cha Piero, ban diện chẳng và quý chính quyền các cấp và tất cả những bà cô bác đang hiện diện nơi đây. Con xin cảm ơn cha. Đó là một ý kiến của đại diện ban diện chẳng đã nhắc nhở cho các bệnh nhân. Dĩ nhiên tất cả những cái lời nhắc nhở này nó không thừa, mà nó còn làm cho mình phải có những cái trâu cái từ để mình lấy học hỏi thêm, để mình sẽ được hết bệnh thêm. Bây giờ chúng ta còn hai ý kiến quý giá vô cùng, đó là ý kiến của chú Năm là đại diện chính quyền địa phương, và anh ta là đại diện chữ thập đỏ xã. Bây giờ chúng con xin kính mời chú Năm cho tất cả chúng con những ý kiến tốt lành nhất để chúng con vui vẻ mà sống và chữa bệnh. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Thưa linh mục, thầy đó, thưa hội chẳng, thưa tất cả bệnh nhân, mà nhất là cái năm bệnh nhân nay được là học cao, xin chúc mừng. Một lần nữa thì tôi vô cùng phấn khởi là bữa nay được danh dự là hai lần, lần này là thứ hai, thì tôi là đến đây để giúp đỡ cái quyết định cho những bệnh nhân ra khỏi ta đều có thông qua quá trình đó. Để tôi có một vài lời, đây là có những bệnh nhân mới, có một số là anh chị em là trước cũng là cái thân nhân này được về. Thì quá trình đây thì tôi nghĩ rằng là ở địa phương quê hương là Vĩnh Kim, nhất là cái áp dụng đó mà được cái là linh mục Tường tổ chức kết hợp với là cũng chưa có đó tổ chức được cái phòng khám thương yêu cho thân này thì đều rất phấn khởi. Mà nghĩ rằng tôi là quá trình đó, tôi nghĩ rằng là hồi đó tới giờ là nghĩ rằng hồi nãy là tôi cô tiến tới trên thế giới này là như chưa có, không có. Mà các nói đây chắc không đã rồi, tôi cũng đủ lây này cái là lời nữ mà tôi không biết sao tôi quan trọng. Nghĩ rằng đó Thiên Chúa hồi đó giờ các nhà thờ là có những linh mục nào
các nhà thờ thì đặt đây như kia để có sáng nhà thờ nghĩ rằng là các nhà thờ kia không biết có kinh phí không nào các nhà đó chỉ rồi giờ là coi như là hàng ngày là coi như là hàng tuần chỉ lại xem kinh rồi này nọ còn một kinh phí nào này nọ thì coi như là nhà thờ không có làm được chuyện này để nói luôn quá trời nãy cô Tiến cũng nói rồi bây giờ tôi nói xuất phát từ chỗ là cái thuốc này trị bệnh cái thuốc này trị nó là mua ở miền Bắc đem về tới đây cường thuốc núi nó phải là thuốc ở đây tự có trồng nó phải vất vả đất này là một nói phải là coi như là xới cài xới lên là quả của tình phải 400 năm nó quay đất rồi trồng cái này phải thích nghi là người núi mà đó trồng đó nó phải đâu phải đơn giản mùa nắng phải tưới chăm sóc đậu cỏ hàng ngày trong đó là lên nội tường này trực tiếp đó bằng ngày thì đi đậu cỏ bằng đêm thì bây giờ đợt đây nghe từ tiếng hơi thở của bệnh nhân để mà đi đến từng nhà được khuyên lên ăn sáng này sáng bữa nào lại đây thì cũng là một tiếng đồng hồ cũng nhắc nhở bệnh nhân từ bệnh nhân hội thăm nó là từ bệnh nhân đó là một cái điều là quý giá chưa từng có đó giờ tôi nghĩ rằng chưa có nào dựng tiến bộ nào làm được cái chuyện này và cái đó là tôi chỉ so sánh là đơn giản mấy cái này mắt thấy tai nghe trước đây tôi cũng đâu có tin trước đây trong người ác này tôi chưa tin mà bởi vì tôi đưa là bài hát tôi đến trị bệnh gần 4 tháng trời đây mới trực tiếp thấy mà hiện nay có một số người cũng chưa tin cái điều đó mà bây giờ rõ ràng bây giờ là năm bệnh nhân này xóm tôi coi cái hồ sơ rồi năm bệnh nhân rõ ràng coi như cái phòng khám là hoàn hảo đã xác nhận từng bệnh nhân tôi thấy rõ ràng có những bệnh nhân thì cái không phải gặp mà cái đó là phát triển tôi phải nhận vậy chứ không phải là nó hết rồi hoàn toàn cũng như là coi như là một nói tôi hồi nãy đấy cái chuyện đó mà bây giờ là phải quả biết mà nói là coi như là không ác tính nữa thì cái điều đó mình mất rất mừng đó thôi là về khuyên năm bệnh nhân này gắng cố gắng vì là bây giờ quá trình điều trị đây là thấy rồi những cái thuốc quý giá và những cái là linh mục đã hàng ngày nhắc nhở mình đến ngày nay đó mình đã coi như là khỏi tức là cái khỏi tinh thần này cái án tử đây bệnh viện do là năm bệnh nhân này án tử và rõ ràng là ai cũng sống đây tức là đến một người cũng sống năm nhân này từ tổ chức trở về kỳ tích chưa từng có tên thế giới này chưa có đâu không có chuyện này đâu vậy là đáng cố gắng từ nghĩ y đáng cố gắng về là những cái phát đồ như cô Tiến dặn hồi nãy về đáng cố gắng phát đồ là trị rất hay đó thì đáng cố gắng mà tôi cũng xin chúc một lần nữa là chúc con rồi chúc đừng đi đến đây lần thứ hai nữa phải không? Quên đó. Đến đây là đến thăm thôi nha, không phải đến điều trị bệnh hoặc là xin thuốc điều thuốc tiếp tục thôi chứ không đừng phải đến đây mà để nằm bệnh nữa đó. Phải đến thăm là coi như linh mục ha, đến thăm mà ý tôi nói không lại đây mà điều trị bệnh nữa tức là thuốc này. Còn các bệnh nhân còn ở lại thì đáng cố gắng, coi như tuân thủ những phác đồ mà coi như là thầy Khanh, thầy Tâm, rồi thầy Khung nữa, tôi đặt thầy Khung, rồi ráng cố gắng để coi như là tháng sau tiếp tục tốt ra lại là cũng như là 4 năm bệnh nhân nữa, nó dài nữa nếu mà trị thì bây giờ tôi tin tưởng rằng là cái phòng khám yêu thương cho không này có hiệu quả mà trên toàn cái đất nước Việt Nam này bị toàn cái nước Việt Nam này có tôi nghĩ rằng ở miền Bắc nè tới đâu rồi gần tới là Trung Quốc cũng gần tới Giáp Ranh đó vô đây thì rõ ràng tôi nghe là coi phòng khám này còn tôi cũng là cái này không phải kêu gọi riêng tôi là chính quyền ở đây nhỏ tôi không kêu gọi mà coi những cái bệnh nhân nào ngặt nghèo còn ở lại rải rác trong toàn đất nước Việt Nam này cũng nhờ nếu có đạo thì cái đó là cũng nghe lại là như lục phai đô đó đã cái này không phải cái quyết định gì mà nó ra cái quyết định đó được ban điều trị bệnh đó thì nếu là đạo Thiên Chúa giáo thì cái lục phai đó phải dẫn chân chiên về cái đó điều đó tôi thấy đúng còn đạo thật thì là cái trụ trì nơi đó dẫn chân chiên về dặn dò tới cái điều trị còn nếu không đạo nữa thì dẫn chân tập đỏ đó, thì tôi cũng là cái kêu gọi vì con chiên của mình mà ráng cố gắng bây giờ là phải tin tưởng
tin tưởng là coi như cái phòng khám này, chứ đừng nói bây giờ có những cái không rồi tới tòa nào phải sang về hỏi tôi hỏi sao ông này rụt rè, cái ông nói có bệnh nên đi bệnh viện đi kiếm gì, cái đó sao làm bị vậy thật. Ở đây tao bắt đầu đề nghị vậy, cái quyết định đã vậy rồi thì nếu vậy bỏ chi mình chết sao, những bệnh ung thư đâu coi như đã bệnh viện đó là chết mà về đây rõ ràng là thì sống rồi, mà nếu mà mình không dẫn cái chi về đây thì mình lo chi mình phải gì, chỉ dẫn về đây thôi. Còn toàn bộ như tôi nói hồi nãy, cái thuốc đồ là từ trên là núi mày mắt tới dẫn tới đây về đây tới đất cả năm bảy năm tới trồng đất được đó, chung sống chung chăm sóc từng cây thuốc, rồi bây giờ chặt thuốc cô Tiến đây này, chặt thuốc hàng ngày rồi phơi khô toàn bộ đây đấy, nước cô bác nào ở đây vài ngày bệnh cô bác mà thân nhân bệnh nhân ở viện trời bữa thấy thấy toàn bộ ở đây rồi cho là phục vụ rồi coi như là toàn bộ là cái xã hội thôi, không có cái gì tư nhân gì gia đình mà không lấy được bạc nào, thì cái điều đó tôi nghĩ rằng bây giờ vẫn liên tục là trên là đất nước Việt Nam này, nếu bệnh nhân nào yêu cầu là mình công viên là yêu cầu mình dẫn thì phải trực tiếp dẫn, điều đó tôi cũng mong muốn rằng có một cái rồi giờ tôi nghĩ rằng là ở vòng lớn này, ở vòng lớn nó có vài bệnh mà giờ là bệnh rồi thì tới đây cũng không được bị gì bắt đầu mà nói là lên ruộng không dẫn ngay thì coi như chịu cũng chịu thua luôn, tính là phải áp đây đó vậy đấy. Thôi giờ là cái vườn này chắc là ông nhường lại cho anh Tám phát biểu một lần nữa, vậy là chúc năm bệnh nhân này từ khỏi chết trở về đoàn tụ gia đình là mạnh khỏe và vui vẻ cùng gia đình, còn bệnh nhân ở lại ráng điều trị những phát đồ mà ban hội chẩn đã đề ra. Sau cùng thì chúc là linh mục thường khỏe để có nghiên cứu ráng cố gắng đặng lo chăm sóc bệnh nhân mà nghiên cứu những bài thuốc nào hay đó để trị bệnh. Bây giờ một lần nữa thì xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Chúc mình khỏe thôi mà sao không nghe trẻ đẹp thế nhỉ? Cảm ơn anh chị em là đã nghe được một lời huấn đức của chú Năm một cách rất là sát sườn. Chúng ta hãy đón nhận những lời chân thành nhất đó để chúng ta ghi mãi vào trong lòng, để sau này chúng ta sẽ về chúng ta sống với tinh thần mà từ cậu chết trở lại. Bây giờ cha muốn nghe một ý kiến từ các bệnh nhân ra viện hoặc là ra viện rồi, hoặc là chuẩn bị bước 2 tháng sau ra viện, hoặc là những anh em thân nhân của các bệnh nhân. Cha muốn nghe một ý kiến ai cũng được, không cần thiết là phải gọi ai. Ai có thấy lòng có muốn nói gì không? Lòng có muốn nói gì lên, cha mời lên đây lên sống một lần cuộc đời, phải có một lần lên sống. Ô, xin công một tràng tay. Rồi, xin mời đứng nghe đây luôn nè. Trước khi thì con xin cảm ơn cha Pedro và sau là con xin tạ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria đã cứu chuộc chúng con. Và kính thưa cha Pedro cùng ban chiến trận, qua những ngày đã gặp được chúng con những ngày hôm nay thì chúng con đã được khỏi hoàn toàn, và hôm nay chúng con đã được ra về thì cũng có gọi gì hơn thì con cũng chân thành cảm ơn ban diện chân và chính quyền của tập đó đã tạo mọi điều kiện để chúng con đến ngày hôm nay. Thì nhờ chính quyền cho nên là trả được một thời gian để điều trị và chữa trị cho chúng con, thì hôm nay chúng con cũng đã kết thúc ra về, thì chúng con cũng xin chân thành cảm ơn của tập đó chính quyền xã Điện Kim cũng như bà con nơi đây. Thì một lần nữa con xin thay mặt cho non bệnh nhân đây, mình xin chân thành cảm ơn cha và các bạn viện chân. Cảm ơn ông Vũ Nhân Trí là bệnh nhân là ung thư phổi ác tính, giờ về nhà mới trở thành lành tính chứ không còn ung phổi nữa. Bây giờ cho mời một người nào đó, có ai thấy cảm thấy mình muốn nói lên cái lòng của mình, từ nơi lòng mình muốn nói không? Ô, cho một tràng pháo tay liền. Kính
thưa cha Phêrô, kính thưa chính quyền các cấp, kính thưa các thầy. Ngày hôm nay con đại diện cho những người nuôi bệnh và những bệnh nhân ở đây. Và đó là hôm nay chúc mừng cho những người được ra viện bảo vệ sống khỏe, sống tốt, sống theo pháp đồ mà cha đã dạy. Và những người còn ở lại thì sống đúng theo pháp đồ để mau hết bệnh mà ra về. Và nó là cha thì Chúa đã bảo cha như vậy, phải chữa bệnh cho con chiên. Ngày xưa Chúa Giêsu và chữa bệnh thì ngày hôm nay Chúa bảo cha đại diện cho Chúa ở trần gian này vừa rao giảng vừa chữa bệnh. Con xin hết. Mà không là đại diện cho bệnh nhân nào. Bệnh nhân điện đã ồ, bệnh nhân đã thấy sao ra rồi ha. Thôi chúc con mình khỏe nha. Bây giờ còn ai có ý kiến gì nữa không nào? Ô, xin mời anh. Rồi, xin mời anh Lâm cho một tràng pháo tay đi. Xin cha hỏi anh là đại diện của bệnh nhân nào? Thưa cha Vero, là con đại diện cho bệnh nhân Vũ Văn Đương. Dạ, yeah. Vậy là Vũ Văn Đương đang ra diện ha. Tới đây cha mới biết là cho một tràng pháo tay nữa nha. Kính thưa cha Vero, kính thưa ban đại diện cho chính quyền huyện cũng như hội chữ thập đỏ, kính thưa ban diện trưởng và phòng khám yêu thương, con là bác của cháu Đương, mời cháu Đương cái gì ạ? Thưa cha và toàn thể bà con ở đây, cháu cách đây gần 2 tháng là ở cái bệnh viện Hồng Đức. Trong cái bệnh viện Đức khám thì con đi sát sườn với cháu, là bệnh viện đó khám cho cháu là một cái bệnh rất hiểm nghèo, đó là ung thư bao tử. Thế thì bệnh viện Hồng Đức là một cái bệnh viện tư nhân nhưng cũng khá giỏi, chữa bệnh khá tốt. Sau đó thì bệnh viện mới nói là bây giờ cháu phải cắt cái bao tử đi, nhưng mà bệnh viện không dám cắt, lý do là con nghĩ do là một bệnh viện giỏi nhưng mà một bệnh viện tư nhân họ không dám cắt, họ sợ đụng đến tính mạng hoặc là sợ đụng đến pháp luật, cho nên họ đang họ chuyển cháu về bệnh viện Đại học Y Dược của thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì bệnh viện Đại học Y Dược họ cũng quyết định cắt con tử của cháu đi, nhưng họ cho về một tuần, không biết họ cho về một tuần nghỉ một tuần thì muốn ăn thì ăn thoải mái. Nhưng mà sau một tuần đó thì gia đình chúng con với thì cũng được ơn Chúa soi sáng cho sao bảo thôi không cắt nữa. Thì gia đình bị kiếm trên mạng mới gặp được cha được. Cũng cảm ơn Chúa lắm mới gặp được cha cho cha. Thế thì đến hôm nay là gửi xuống cha, thế là cha đến chữa cho cháu là hôm nay được xuất viện. Thì con gia đình chúng con cũng mừng lắm. Đi xuống đây đón cháu là gồm có 9 người gia đình chúng con đi. Thế thì chúng con gia đình vui mừng lắm, cũng xuống cảm ơn cha, cảm ơn ban chính quyền, cảm ơn ban diện trưởng đã giúp đỡ cho cháu những ngày ở đây. Và cháu đến bây giờ cũng đã là hoàn hảo thành một con người sống mạnh khỏe rồi, cho nên là cái chết đã qua đi. Thế thì gia đình chúng con cũng rất cảm ơn các vị, rồi cũng khuyên các bệnh nhân tới đây là cố gắng theo cái pháp đồ của ban diện trưởng đưa ra thì mình mới chữa được hoặc là mình mới cứu được cái tính mạng, chứ không có là rất khó. Mà con thấy là cái việc này rất khó, cho nên là mọi người đến đây phải cố gắng hết mức nào sao mà cầu xin với cầu xin Chúa để Chúa soi sáng, đặc biệt là cầu xin Chúa cho cha và ban diện chuyển này có một sức khỏe tốt để còn cứu chữa bao nhiêu những người bệnh nặng ở trên khắp thế giới này. Cái phòng khám yêu thương của cha đây thì con được biết, con cũng đã theo dõi ở trên YouTube cũng rất nhiều, bao nhiêu những ca mà cha xuất viện con đã được biết. Mà đặc biệt nhất là trên thế giới này con chưa thấy có cái bệnh viện nào mà chữa được cái bệnh viện ung thư này, cho nên là cũng con cũng không ngờ được như vậy. Thế thì con cũng không có nói nhiều nữa,
Thì gia đình chúng con cũng có một chút quà gửi tới cha để cho cha giúp đỡ cho những người nghèo. Thì con nghĩ là trong vòng một tấn gạo để cha giúp đỡ cho những người nghèo, xin gia đình đưa. Xin mời anh Tám lên đây. Xin mời anh Tám đại diện ban Phật Đỏ để nhận cái phần quà này, đó là không phải trai, rõ ràng chúng ta cho đàn pháo tay. Xin anh Tám nhận coi rồi. Thật sự mà nói thì trong cái điểm ăn chụp đỏ chúng ta coi như là phòng khám tình yêu thương thì rất là trị bệnh, nhưng tuy nhiên bên đó cũng là các bệnh nhân cũng mới tiến theo cái pháp đồ bệnh trị ngày nay mới được hoàn hảo. Thì chính vì thế trong cái thân nhân của bệnh nhân đây mà để hỗ trợ phần quà này để tiếp tục để lấy cái này để làm là một cái cẩm năng để tiếp tục lo những các bệnh nhân khác trong tiếp tục tới. Thì riêng chim đỏ cũng nhận cái lòng thành tâm của là gia đình bệnh nhân để tiếp tục cái này để là lo các bệnh nhân khác trong cái phòng khám. Xin cũng đại diện của ban viện trợ cũng xin được bệnh cẩm năng. Xin cảm ơn anh rất là nhiều, xin cảm ơn anh Tám đã dành phần quà cho bà con nghèo ở đây. Bây giờ còn các bệnh nhân, các người nuôi, ai có ý kiến gì nữa không? Ai có lòng, tự lòng, có ý kiến không muốn nói gì? Tự lòng thôi à, nghe cha không có ép buộc ai hết nha. Tự lòng thôi. Nếu không thì, đúng không? Ai nói nữa không? Cha chờ 10 giây thôi. 1, 2... các bệnh nhân, cụ bệnh nhân có muốn nói gì không? Muốn dạy dỗ chúng em gì không? Xin mời bệnh nhân Đào Thị Nhung nha. Cho đàn pháo tay nha. Đây là một bệnh nhân mà tháng vừa rồi là bệnh nhân này là ung thư vú nha. Mà tháng này là quá khỏe rồi nha. Bây giờ con có lời nào để tâm tình với mọi người không nha? Con cũng xin tạ ơn Chúa, mẹ Maria, thánh cả Giuse và con xin chào cha Pedro và ban viện trợ chính quyền các cấp ở đây. Thì con cũng không có gì nhắn nhủ hơn, thì con cũng rất là vui là hôm nay xuống được vinh dự là xuống cũng là cùng là ra với cả mấy người con ra tháng trước, thì tháng này mấy chú là với cả em là sau này cũng ra là con cũng rất vui là con được vinh dự là xuống là dự buổi lễ là ra cho các chú với cả các em ở đây ra sau. Thì con cũng nhắn hủ là các chú với cả các em về thì cũng làm đúng theo phác đồ như là chúng ta đang điều trị ở đây. Còn những người mà kế tiếp tháng sau ra thì hãy ở lại và kiên trì và làm đúng theo phác đồ mà cha và ban viện chuẩn đã đề ra để được sớm về đoàn tụ với gia đình và trở về một con người hoàn toàn mới giống như chúng con đã đi trước, như ra về là trước khi xuống đây là mang một cái bản nói như cha là mang một bản án tử hình là chỉ có lên bệnh viện là chữa, là nói chung là nếu mà không biết đến chỗ yêu thương cho con này thì chỉ có nên là con đường chết. Mà xuống đây là chúng con bây giờ là hoàn toàn là một con người khỏe mạnh bình thường và ra về là rất là vinh dự là trên người là không còn một bệnh gì nữa và trở thành một con người bệnh hoàn toàn bình thường giống như những người mà không có mắc bệnh nan y nữa. Và con cũng rất vui mừng. Con không biết nói gì hơn nữa thì con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và ban viện trợ và các chính quyền các cấp ở xã này. Cha gặp con ở đây cho con trở lại lần này cha mới nhớ. Với nãy giờ con đứng đây con nói cha mới nhớ, còn cha nhắc con ba chuyện thôi nha. Khi cha nhắc con thì cũng như những bệnh nhân này nha. Cuộc đời của con có ba nơi để nhớ. Nơi thứ nhất là nơi chôn nhau cắt đúng, tức là nơi đẻ ra con. Rồi cái nhau còn lại nó chôn lại nơi đất rừng đất đó. Vì thì cái nơi đó con không thể quên được. Đó là quê hương thứ nhất của con nha. Làm cho con được sinh ra trên cõi đời này. Rồi một cái nơi thứ hai là cái nơi đào tạo con nên người, đó là trường học và nhà thờ hoặc là ủy ban. Đó là cái nơi đào tạo con thành người. Nơi đó con không thể quên được. Nơi đó gọi là uống nước nhớ nguồn. Nè, bây giờ con nơi nào nữa con nhớ không? Ở đây là nơi gì? Nơi đã cứu mạng con, tái sinh con lại một lần thứ hai. Đúng lý ra là hôm nay con đã lên đường đi rồi, đi du lịch mất tiêu rồi.
Nhưng mà bây giờ con đứng đối diện với cha với một con người không có bệnh nan y. Có nghĩa là cha tự tin rằng con mãi mãi sẽ không có nan y nữa, bởi vì con ăn đúng cái thức ăn là chúa ban, là cây cỏ mà giống, thì con cái bệnh nan y nó sẽ không còn làm khó con nữa nha. Chỉ nhiên thì con sẽ có cảm mạo bốn mùa, nhưng đó cũng thành vấn đề nha. Vậy cha nhắc lại con có ba nơi để nhớ. Một là nơi chôn nhau cắt đúng, nơi mà sanh đẻ con ra. Hai là cái nơi dạy con lên người là trường học, nhà thờ, hay là nơi nào mà dạy dỗ con. Nơi thứ ba là nơi tái sinh con một lần nữa là nơi này nha. Cha cầu mong rằng con hãy mạnh khỏe để nhớ những điều đó, để sau này con sẽ trở thành những con người sống động hơn. Sống động hơn ở chỗ là giờ đây tôi yêu thương và cho không. Sống động hơn ở chỗ là giờ đây tôi từ bi, tôi khiêm nhường với con người, với động vật, với cây cỏ. Đó là một con người sống động. Một con người sống động là một con người bảy chữ vàng, ăn cây cỏ, buông bỏ cho không. Đó là người sống động nhất. Chúc con bình an và mạnh khỏe. Nó hay quá, hôm nay cho anh Đạt có tay vậy đó. Rất luôn. Bây giờ chú Công xin mời anh Tám lên cho chúng em một vài ý kiến để mà giáo dục chúng em nên người tốt nè. Xin cho một Đạt có tay nhé. Trước khi anh Tám thì xin chào tất cả là chào quý thân nhất. Kính thưa linh mục, kính thưa ban diệm chẩn, kính thưa tất cả bà con bệnh nhân về dự buổi lễ hôm nay, thì thật sự mà nói bữa nay là một cái điểm lễ để dự để cho các bệnh nhân đi ra về, thì đó là một điều rất là quý báu vô cùng. Thì tuy nhiên trên cõi đời này chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta có gì Chúa thì Chúa định ngày Chúa định chúng ta phải ra về thôi, là đạo Phật thì phải về có nước bạn, cuộc sống chúng ta phải ai cũng phải bỏ xác thôi. Nhưng tuy nhiên trong bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có cái căn bệnh chứ không qua khỏi nổi. Nhưng trong đây thì cũng như người nào bệnh, nhưng mà chúng ta bệnh thì chúng ta đi trị bệnh, nhưng là rất là cũng là được cái việc phúc chúng ta đi bệnh đi cũng đến tận cùng rồi, nhưng là có một cái sự rất là cái diễn phúc là sao tất cả bà con chúng ta được khi được yêu thương diện chẳng thì đến để trị. Tuy nhiên bà con chúng ta trị thì thật sự mà nói ngày nay tất cả bệnh nhân ta bệnh thì đó là một sự rất là cố gắng, sự là được là bệnh là của ban diện chẳng đưa ra những cái điểm, những cái động tác, tất cả những dân chung về trị bệnh thì tất cả bệnh nhân chúng ta sẽ làm hoàn hảo theo lời hướng dẫn của ban diện chẩn. Chính vì thế nay là năm bệnh nhân chúng ta đã được ra về, đó một điều rất là vinh dự. Bên cạnh đó chúng ta cũng không hẳn phải qua đi cái sự công lao to lớn của linh mục Quy Rồng Nghiên Tường để gây dựng cái điểm đây, một cái yếu tố mà rất là trân trọng. Sao nữa chúng ta cũng là phải nhờ là tạm Chúa, đó là Chúa là hậu trì chúng ta, tất cả mọi người chúng ta là chúng ta phải đi ấy. Nhưng tất cả con người chúng ta phải có là cái là tin thì phải có, cái đó là mỗi người phải có, mà phải tin phải có thôi, thì đó là một sự rất là về cái thiêng liêng. Thì nói chung thì tất cả đạo là cũng thế, thì chúng ta là phải là tin tưởng vào các đấng thiêng liêng là mới là cái đó là sự mầu nhiệm của chúng ta, cái đó là chuyện như là cái duy tâm. Thì ngày hôm nay đến dự cái buổi lễ là coi như đi ra với tất cả anh em bệnh nhân, thì Tám rất là mừng là được là hết. Thì riêng các bệnh nhân đây thì Tám cũng đôi lời để là nhắc nhở các bệnh nhân chúng ta ra về thì rất là mừng rồi. Cuộc sống chúng ta được sức khỏe, tất cả những gì sức khỏe là giàu mà, có bạc ngàn không bằng sức khỏe, thì chúng ta rất mừng. Chính vì thế cũng nhắc nhở cho các bệnh nhân về thì chúng ta sống thì hòa đồng với tất cả cái ở tình yêu thương của nơi mình ở chung nhau bắt đúng, sống phải có tình yêu thương, sống phải là có cái tình là coi như hòa đồng với cái xã chúng ta, thực hiện tốt các những cái pháp luật đã đề ra thì chúng ta phải làm tốt, tham gia các công trình để là thực hiện tốt điều đó để mình là được cái là khỏi phụ lòng về cái khi mình địa bệnh đây, trong địa bệnh. Còn cái điều thứ hai nữa thì ta nhắc nhở đây những bà con còn đang bị bệnh thì cũng phải cố gắng quyết tâm là làm theo pháp đồ của là diện chẩn đây, đi luôn là coi như chúng ta mới hoàn hảo được trong cái chuyện đó. Nếu chúng ta bị bệnh mà chúng ta không có làm theo thì tất nhiên là cái bệnh chúng ta không hết,
Vì tất cả con người chúng ta mà nếu mà mình có bệnh thì phải tuân theo lời bác sĩ chúng ta mới mạnh hết bệnh, chứ mà chúng ta mà bác sĩ nói đường lạnh nhẽo hầu hết là chúng ta không thể nào hết được đâu. Thì đây một điều rất là quý tám cũng nhắc nhở. Tuy nhiên bà con cũng nhận thức đó, nhưng nhân dịp đây thì tám đứng cái nhắc nhở luôn, chứ không phải mà nói xin lỗi, đâu phải bà con không có nhận thức được chuyện đó. Nhưng cái việc là tám đứng đây tám cũng là để đổi lại luôn, thì mong bà con thông cảm, chứ không phải bà con không biết mà tin theo, nhưng đó là chẳng gì việc đứng ra đây mình nói cho bà con nhắc nhở thêm thôi. Thì sau cùng thì trước thì cũng kính chúc linh mục Nguyễn Văn Tường đã về dự đây, tại sao kính chúc tất cả là chính quyền các cấp, tất cả là ban dự chẩn, là tất cả bà con có bệnh đây hết được nhiều sức khỏe, cũng mong các đấng thiêng liêng hậu trì cho tất cả chúng ta có sức khỏe là để phục vụ cho là cái tình yêu thương là của nhân loại. Sau cùng xin hết. Xin cảm ơn ông chủ tịch chữ thập đỏ rất là nhiều, có những lời dài ngọc để mà dạy dỗ chúng ta, để sau cái nghi thức này thì chúng ta sẽ trở thành một con người hết bệnh và sau đó chúng ta sẽ sống tốt hơn nữa. Thưa anh chị em, bây giờ cha chỉ nói ngắn gọn thôi, rồi sau đó cái nghi thức là ký giấy quyết định cho những bệnh nhân này ra về. Bên tay trái của cha là có cụ bệnh nhân và có hôm nay là tân bệnh nhân, vậy đi nhé, tân cụ. Ở bên đây là tám người này là trên cái bàn này, là bàn hồng hồng này, là tám người này là tháng sau, dự kiến tháng sau sẽ ra ra khỏi một khác. Bà có thấy nhanh không? Nhanh không? Nhanh lắm phải không? Hôm nay ai khỏe nhiều chưa? Khỏe nhiều rồi ha. Thì tám bệnh nhân này dự kiến sẽ tháng sau ra, còn lại những bệnh nhân ở sau lưng này dự kiến tháng tới ra. Ở đây chúng ta còn hai ca, một ca ung thư tụy từ Mỹ về, đã chữa trị ở đây khoảng gần một tháng rồi, thì dự kiến tháng sau sẽ xuất viện. Còn một ca ung thư cũng đang nằm trong phòng này, tuy là hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, nhưng mà chắc chắn tháng sau sẽ lên. Đó là cái diện chẩn đó, đã thấy được như vậy. Dĩ nhiên thưa anh chị em, để có được một cái quyết định mà ký giấy như thế này thì anh chị em hãy nhớ rằng khó dữ, khó khăn vô cùng. Tức là có những người 79 ngày, có người 93 ngày, có người 16 ngày, có người 56 ngày, chưa tới 60 ngày mà bệnh thì bệnh toàn bộ là bệnh hiểm nghèo không. Nhưng trong những ngày này nè, trong những ngày điều trị này nè, biết bao nhiêu sóng gió cạm bẫy diễn ra, biết bao nhiêu những lời thị phi mà bệnh nhân và ban diễn trận phải gánh chịu. Có những người họ không tin, họ cho rằng ăn cháo trắng là chết luôn chứ sống sao nổi. Có những người là họ không tin, họ nói bệnh nan y làm gì có chuyện uống thuốc nam hết. Rồi có những người họ không tin, rồi có những bệnh nhân họ đang điều trị thời gian mà họ không tin, họ bỏ họ về. Để như vậy để được ngày hôm nay chính quyền địa phương xác nhận cho những bệnh nhân này khó khăn vô cùng, khó dữ lắm. Để đến cái kết quả này là bệnh nhân phải là đủ mọi cái thành phần mà dèm pha nói này nói nọ nói kia nhé. Do vậy mà những bệnh nhân mà hôm nay được ký quyết định ra về đó không phải là đơn giản và dự kiến, mà cái phước của họ còn, cái phước của họ còn, họ còn sống tiếp tục, cho nên họ mới tồn tại được thế này nha. Còn có những căn bệnh là vô đi khám xong vui rồi, nhìn biết bệnh tật rồi, vô đây thời gian là nghe khỏe là bắt đầu rút quân, nghe khỏe là bắt đầu rút quân. Rồi có những bệnh nhân là không hiểu gì hết, thấy mình khỏe rồi nhưng mà bác sĩ nói là cái đó còn nguy hiểm quá, tự động rút quân đi. Cho nên cha nhắc nhở các bệnh nhân này tháng sau ra viện. Chúng ta đến đây chúng ta trị bệnh thì chúng ta phải tin tưởng vào cái phác đồ. Chúng ta không còn nghe ai nữa, bởi vì chúng ta không còn đường để đi, chúng ta còn con cửa này đi thôi. Mà nếu chúng ta còn nghe những cái cửa bên ngoài là chúng ta sẽ đi chết. Bởi vì tất cả hiện nay không có cửa nào mà cứu được ung thư cả. Kể cả 196 quốc gia trên vũ trụ này không có một cái loại thuốc chữa ung thư, chỉ có một cái loại thuốc gọi là giảm đau. Còn ở đây cha có một cái phác đồ điều trị ung thư rõ ràng như ba ngàn,
không có giấu giếm hay là không có thêm bớt gì cả, mà cũng phát đồ cha trị cũng phải gọi là mê tín gì hết, mà phát đồ cụ thể rõ ràng. Và phát đồ này hôm nay cha cho xuất hiện lần này là lần thứ ba, như vậy là cha có 10 ca 13 ca đang đi đã đại diện từ cái phòng khám này đó. Mà 13 ca này ấy, phải nói được là phải lẫm chút vàng là đúng. Bởi vì từ ngày họ vô, họ đau, họ đớn, họ rên, họ xiết, họ khóc, cho đến ngày hôm nay là họ không còn ung thư nữa. Chuyện này là họ phải đấu tranh ghê luôn. Bản thân từ từ mình đấu tranh ghê. Nhưng mà những người đi nuôi mới biết, hoặc là những người mà bệnh mới biết, hoặc là những người thầy thuốc mới biết, ba diện chặt mới biết. Còn mà tất cả những người mà khán giả ở đây ngồi nghe, không biết, không hiểu gì. Người ta vượt qua được một cái cơn sóng đó, kêu bằng tên là đứng trước mặt người ta là một cái dịp thẳng, hoặc là một cái cơn sóng nó cao ngập đầu, người ta không thể nào người ta bay qua khỏi lòng sóng đó được, hoặc là người ta không thể nào mà người ta bay qua khỏi dịp thẳng, ta nghĩ là người ta sẽ té xuống ngay dịp thẳng, hoặc là người ta bị cái cơn sóng nó cuốn trôi được. Nhưng mà với niềm tin, với phước độ, với cái lòng kiên tâm, với cái kiên trì của bệnh nhân, với cái chuyện mà muốn sống của bệnh nhân ráng cố gắng vượt qua, thì đó là cái chuyện tự nhiên. Còn chuyện thiên nhiên là cha kết luận họ còn đủ phước để sống. Cho nên chính quyền địa phương và ban hiện trạng ký quyết định nhận là xứng đáng vô cùng, xứng đáng vô cùng, và chúng ta cho các bệnh nhân này một tràng pháo tay nha. Rồi chúng ta cũng cảm ơn chính quyền địa phương và ban hiện trạng đã nhiệt tình ngồi ở đây để xác nhận cho những người này bệnh về quê hương, để hòa nhập vào cộng đồng với một cái tờ giấy ra phòng khám yêu thương cho không, đã hòa nhập vào cộng đồng với một con người mạnh khỏe không còn bệnh tật nữa. Đó là những lời chân thành chân khuyên các, tất cả các bệnh nhân. Rồi những bệnh nhân còn lại hãy cố gắng, hãy cố gắng mà nghe lời cha khuyên bảo để cho chữa trị cho. Còn nếu mà nghe đầu này, nghe đầu nọ, nghe đầu kia cho chữa trị được, cuối cùng thì cũng hãy rớt thôi nhé. Đó là những lời chân thành. Bây giờ ta xin mời ban diện trạch và chính quyền địa phương chúng ta từng bước rồi chúng ta ký giấy cho các bệnh nhân. Xin mời ban diện trạch với anh Tám với chú Lâm. Để được đến ngày hôm nay là một cái chuyện khó khăn vô cùng đó. Anh chị em thấy cha nói rồi, ông qua trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chứ không phải là đơn giản mà là phải kiên tâm giữ vững phát độ. Còn tất cả những người ký tên này là họ phải dựa vào gọi là cái pháp lý họ mới ký, tức là có cái giấy của bệnh viện mới ký. Chứ còn nếu không có cái quyết định của bệnh viện cho mình xác định là ở đây không được ký. Cho nên tất cả các bệnh nhân này mà nhận được cái giấy quyết định này thì giống như là một cái giấy làm cho mình sống lại. Ngoài cái chuyện mà bản thân mình biết mình hết bệnh, người bên ngoài họ thấy mình hết bệnh. Đó, cái chuyện này quan trọng vô cùng. Tôi biết anh hết bệnh chứ không cần anh nói đâu. Và tôi biết tôi mới dám ký quyết định này. Đó là những cái mà hết sức là chân thành. Cha còn mong tất cả những bệnh nhân còn lại hãy cố gắng, hãy cố gắng mà giữ vững cái lập trường của mình để mình sẽ được hết bệnh mạnh mẽ. Rồi bây giờ cha xin mời người đầu tiên để lên trao cái giấy quyết định cho em Nguyễn Hoài Khang. Xin mời xin mời chú Tô Văn Hùng. Xin mời ông chú Năm lên trao cái giấy quyết định cho chú Tô Văn Hùng.
Tôi có mấy lời bữa nay là thứ nhất là mừng anh được khỏe cái điều hồi nãy tôi nói từ cổ chết trở về là án tử hình rồi mà bữa nay là cứu sống thì mình cho anh này về đoàn tụ với mình. Thứ hai dặn dò anh bây giờ là ráng về nhà cố gắng đã mình thoát chết thôi, trước đây là mình có những cái mình sẽ cắt mình dùng thức ăn này họ sai bắt đầu ngày nay thì câu này mình nghĩ là mình là đã thành công, mình hết bệnh, mình đang cố gắng về tiếp tục nữa cho đình về đi mà đâu thấy gì vậy đây phải tắt lại nữa thôi thôi anh cuối cùng cho mời ông Tám đã trao bằng giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Nhân Trí đi. Hôm nay cũng rất là chúc mừng cho anh được cái viện chẩn là của cái bệnh viện cấp trên để là kết luận cho anh là hoàn toàn là coi như là bệnh thì rất chúc mừng. Bên cạnh đó bây giờ cũng là về để chúng ta thực hiện tốt cái tình yêu thương giữa là cái lòng yêu thương tất cả mọi người ở gia đình cũng như là xã hội tiếp tục là phát huy để làm tình yêu thương đó để sau này mình đó là phấn đấu lên là vẫn được giữ niềm tin luôn. Bên cạnh đó cũng nhắc nhở kêu gọi tất cả bà con mình đã cần liên kết với nhau cũng sống hãy có tình yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, của đó là một điều rất là đồng ý báo. Xin chúc mừng nha. Cảm ơn anh Tám rất nhiều, cảm ơn ông đã trở về Bình Yên nhé. Bây giờ cho mời anh quản nhiệm, ông quản nhiệm sẽ trao giấy quyết định cho một bệnh nhân rất là ngoạn mục, đó là bệnh nhân Nguyễn Văn Vũ Văn Đương nhé. Xin mời Vũ Văn Đương đến nhận cái giấy quyết định. Vô phòng khám để em mắc bệnh thì hôm nay thầy cũng ráng nói với em là ráng cố gắng về theo bắt đầu thực hiện lời dặn dò của các thầy. Thì hôm nay em mắc bệnh thì thầy tặng em một miếng giấy để mà cho em là khỏi phòng khám này. Thì em sẽ nghĩ là coi như là ung thư cả thế giới này coi như không ai trị được, thì hôm nay Chúa cho em về đến đây, em chạch bệnh thì rất là mừng cho em có cuộc sống càng ngày càng phát triển để mà sau này lập gia đình để tốt hơn, em khỏi chết nữa nha. Rồi. Cảm ơn quản nhiệm. Xin mời bây giờ cho mời ông Trần Thiên Tâm, xin mời thầy Tâm đến trao giấy quyết định cho ông Tâm, thầy Tâm trao cho ông Tâm. Không ngờ nó trùng tên. Trước hết thì xin chúc mừng anh đã hoàn toàn hết bệnh. Và đây là không phải là một cái sự may mắn hay là một cái sự không có cố gắng gì đó, mà đây là một cái sự cố gắng của anh. Trong cái thời gian đó là mười mấy ngày thì anh đã cố gắng hoàn thành tốt cái phác đồ điều trị và với một cái sự quyết tâm chiến đấu với bệnh tật mà đã gần 7 năm anh không hết. Thì hôm nay với mười mấy ngày thì anh đã hết. Và trong cái thời gian điều trị đây anh cũng đã được các thầy hướng dẫn cũng như là được cha Phêrô thúc đức mình dạy dỗ mình hàng ngày. Thì khi về nhà thì anh hãy cố gắng nhớ lại và thực hiện theo những lời cha đã dạy để tương lai phía trước của anh sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn với một con người khỏe mạnh và không còn bệnh di chuyển nữa. Thì xin chúc mừng anh. Xin cảm ơn Tâm, trao cho Tâm. Con có ý kiến gì không? Vậy thôi ha. Rồi, mời con về nha. Bây giờ còn một người cuối cùng, xin mời thầy Thanh lên trao cho ông Nguyễn Hoàng Khang đã bị gãy nến 26 năm. Chúng ta cho một tràng pháo tay thầy Thanh lên trao. Trước tiên thì thầy cũng xin chúc mừng cho anh Khang đã hoàn toàn khỏi bệnh gãy nến 26 năm. Và cái kết quả của ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà có được, mà do cái phác đồ điều trị mà ban viện chẩn đã đề ra cho anh. Bên cạnh đó mỗi giai đoạn
thì đều có cận lâm sàng điều trị cho anh và theo dõi anh cho đến khi anh hết bệnh hoàn toàn. Và ngày hôm nay anh đã hoàn toàn khỏi bệnh chảy nến. Và cũng nhờ vào sự nỗ lực, sự quyết tâm của anh đã cố gắng hoàn thành cái phác đồ điều trị. Thì chính vì vậy ngày hôm nay anh đã hết bệnh và sau đó trở về cuộc sống gia đình. Thì cố gắng lắng nghe những lời khuyên, lời dặn dò của cha Phêrô, của ban viện trưởng đã dành cho mình, thì để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn và sẽ cống hiến cho đời nhiều hơn nữa. Xin chúc mừng anh. À, xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn em về chỗ. Bây giờ cuối cùng thì cha sẽ cũng không còn thời giờ để nói nhiều nữa. Thôi thì cha sẽ tặng cho chúng con mỗi một người là một lời. Lời nói của cha là yêu thương và cho thấp. Chỉ có vậy thôi. Cha là chỉ có đơn giản hết sức vậy thôi. Đây là một cái quyết định của cha tặng cho con sau khi con về dưới quê của con sẽ sống với tinh thần yêu thương và cho không. Con thấy rõ chưa? Nha. Khi con nhìn vào đây, con sẽ thấy được đây là cái lời dặn dò của cha. Nha. Cha dặn con một lần cuối cùng trước khi con về quê, con sẽ thấy cái lời của cha nằm trong này là yêu thương và cho không. Nha con nha. Cha dặn con tôi với Hùng nha, đi về tới nhà sẽ thấy lời của cha yêu thương và cho không. Nha. Ông Nguyễn Văn Tâm nha, yêu thương và cho không. Ông Nguyễn Hoàng Sang, yêu thương và cho không. Cha xin chúc mừng năm bệnh nhân. Bây giờ xin mời năm bệnh nhân đứng lên và chúc lành cho tụi con trước khi tụi con làm về. Và cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, cha trị đến, cha dễ hiền dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chiếu cám dỗ. Xin Chúa ban phước lành cho chúng con nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Câu cuối cùng cha dạy chúng con, hãy ra đi bình an. Từ nay đừng ăn động vật nữa, vì nó không phải là thức ăn của mình, mà cây cỏ mà hạt giống chính là thức ăn của mình. Chúng con hiểu không? À. Bây giờ cho xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên đọc kinh để cảm ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn được đến chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng như vẻ vô cùng. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con làm một nghi thức cho năm bệnh nhân ra khỏi phòng khám. Xin Chúa hãy tiếp tục xuống ơn để tháng sau chúng con sẽ có nghi thức này nữa. Xin chúng con cảm ơn Chúa. Xin cha xin cảm ơn tất cả anh em trên cộng đồng mạng đã cùng với cha để cầu nguyện cho những bệnh nhân này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh em trên cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cuối cùng con xin cảm ơn chú Năm, cảm ơn anh Tám, cảm ơn chính quyền địa phương và cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ tất cả những bệnh nhân mà đã được ra phòng khám và cụ bệnh nhân sẽ xuống gặp riêng cha. Và những bệnh nhân còn lại thì hãy vô gặp thầy Thanh và thầy Tâm để khám bệnh. Con xin mời chính quyền địa phương xuống dùng nước trà. Ở đây cha nói với tụi con lần cuối cùng nha. 1, 2, 3, 4, 5 ca này là ra tháng rồi, tháng này. Ung thư phổi, ung thư bao tử, ung thư phổi, dãy nến, hen suyễn, ung thư vú là ra tháng trước. Thì mỗi tháng trở về đây ăn cơm với cha một lần. Tháng sau là cha sẽ ký ngày 16 tháng 9. Ngày 16 là nhằm ngày Chủ nhật, con tin. Dạ. Ngày 16 tháng 9 là cha ký, ngày 16 tháng 9 là các ca ung thư về thì ngày 16 trở về đây lấy thuốc. Ví dụ như trí ung thư xa quá thì 2 tháng dẫn lật để không kịp nha, để người ta chuyển chẩn kệ phụ. Rồi cha những ngày tháng mà cha chữa bệnh là ăn cháo trắng, cháo nano.
Rồi sau khi hết bệnh là cha cho ăn cây cỏ mà hạt giống cho cha một lần vậy. Rồi trở về nhà ăn tự do chứ cha không ép phải ăn này nha. Nhưng mà cha nói trước, cái thức ăn này làm cho mình hết bệnh. Thì nếu mình muốn dưỡng chải luôn thì mình cố gắng ăn thức ăn này. Còn nếu ăn động vật nữa thì cha không biết nha. Nhưng mà nếu nói cha ép ăn cái này không thì cha không ép nha. Nhưng mà cha cảnh giác trước là đây mới là thức ăn nano. Và thức ăn này làm cho mình hết bệnh và làm cho mình chống bị bệnh tật thì mình cố gắng mình ăn nha. Còn nếu ăn động vật nữa thì cha chịu thua. Và hãy nhớ một điều là cha chỉ cứu một mạng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mạng này là cha đã cứu xong hết rồi nha. Thì bây giờ là trả lại sự sống bình thường. Có ai ý kiến gì không? Không, cha không nhớ những lời cha dạy. Những lời nào mà cha dạy chúng con hết vào trong trái tim mà chúng con ăn những thức ăn như thế này. Thì không bao giờ chúng con đụng vào một tí thực vật nữa. Và cho đến đời cuối cùng của con là con cũng chỉ ăn vậy thôi. Không có động. Ăn vậy để mình được sống nha. Rồi, còn ai nói gì nữa không? Còn ai nói gì nữa không? Hùng có nói gì không? Rồi, thôi vậy ăn ha. Thôi mời nha. Rồi. Cho tôi ly rượu thắm chan hòa, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa sau biển, vui uống suối miền Nam. Nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.